Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cẩm lệ vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố chín bị can đều là thanh thiếu niên từ 16 đến 19 tuổi trú tại các địa phương Liên Chiểu, Thanh Khê của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam về hành vi cố ý gây thương tích. Theo cơ quan điều tra, vào tối ngày 23 tháng 5, Huỳnh Khánh Linh 19 tuổi trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đang ngồi chơi tại khu vực đường Kinh Dương Vương cùng Lê Đức Hậu và Nguyễn Văn Thiến thì chứng kiến hai nhóm thanh niên đuổi đánh nhau khi nhóm kia chạy thoát thì nhóm của một thanh niên tên Cường quay lại đuổi đánh nhóm của Linh. Sau khi thoát được, Linh lên mạng xã hội nhắn tin thách thức hẹn nhóm của thanh niên tên Cường để trả thù. Chín người trong nhóm của Linh đã bàn bạc, thống nhất, cấu kết chặt chẽ với nhau, chuẩn bị hung khí nguy hiểm gồm kiếm nhật, dao tự chế, gậy bông chày và bom xăng, dự định gây thương tích cho người khác. Tối ngày 24 tháng 5, khi cả nhóm đã chuẩn bị hết hung khí chờ nhóm của Cường đến giải quyết, thì bị công an quận Cẩm Lệ tuần tra phát hiện bắt quả tang cả nhóm dưới chân cầu vượt hoa cầm. Được biết số hung khí trên được cả nhóm của Linh cất giữ từ rất lâu ở nhiều nơi khác nhau để khi cần sẽ dùng.